Mình hả? Làm sao đâu anh? Màu đỏ nó gắn như màu đỏ. Bình điện ha, màu đỏ gắn cho màu đỏ ha. Anh tắt máy đi. Màu đỏ với màu đỏ, màu đen với màu đen. Dạ. Này dấu cộng này. Dấu cộng thì cái này có dấu cộng đâu? Màu đỏ là dấu cộng đấy. Ai đó không đâu. Đó, đỏ, đỏ là positive. Dễ ha. Hello mọi người, hôm nay là lần đầu tiên mình thấy câu bình điện của xe đó mọi người. Thì mình học hỏi chút thôi ha, nhưng mà nhìn sợ quá chắc mình làm không được. Cái xe này Acura mình đậu lâu quá mình không có xài, nó chết bình điện. Cho nên hôm nay mình sẵn mình đi chợ, cái mình ghé vô mình câu để cho ông xã mình thay đổi chỗ đậu đó, không có đậu ở đây nữa. Thì đó, mình coi thử thôi, nhưng mà mình không biết làm đâu, nhìn nó rất là khó. Mình đi chợ mới về, hôm nay... Ủa trên lầu, hôm nay là trời nóng mà mình không biết, mình mặc cái áo dài tay nè. Trời ơi, da hôm nay trời nóng mà mày vô chợ nó không có nóng nữa, vô chợ nó lạnh thì nó đỡ nóng. Trời nay nóng mà 80-90 độ mà Santa Ana wind nữa, hôm nay gió rất là nhiều. Bây giờ mình mua gì mình coi nha. Mua cả làng nè mọi người. Mình mua cái đuôi cá hồi. Cái đuôi cá hồi này mình mua mình tính là rim với nước mắm. Hôm qua cái chị kia chỉ làm cá hồi rim nước mắm, tự nhiên mình kích thích cơn thèm. 15 đồng. 15 đồng cái cục này nè. Sao mà biết mình lót con cá này? Cá hồi. Cá hồi. Salmon á, salmon là cá hồi đó con. 15 đồng cái cục này. Mình bỏ tủ lạnh, khi nào ăn thì lấy ra. Hôm nay mình sẽ làm pad thai. Giá pad thai đậu hũ với lại tôm. Tôm thì nhà có rồi, giờ mua đậu hũ. Hôm qua mình ngủ với thèm đậu hũ. Làm đậu hũ ăn, thèm đậu hũ và thèm nước sữa đậu nành nóng. Sáng nay Lan phải ngâm đậu nành, chiều nay mình sẽ làm đậu hũ và sữa đậu nành. Giá nè, cái này 1 đồng, 1 đô la, 23 ngàn một bịch giá này. Cái này giá ở Cali đó, chắc mấy tiểu bang khác thì còn mắc hơn đó. Cái này thì cái này chắc 2 đồng đậu hũ nè, khoảng 40-50 ngàn cái đậu hũ này. Trái thơm này là 2 đồng 75 à, cho khoảng 50 ngàn, 60 ngàn gì đó mọi người. Mình đổ chần chần ha, đô hôm nay. Mày có muốn làm tới đây. Rau ngổ để nấu canh chua nè. Cái này là 1 đồng 12, cái này chắc cũng 30 ngàn cái rau ngổ này. Cái này rau hẹ này hình như 8 đô la một pound hay gì á. Bạc hà là mắc nhất nha mọi người, chợ thường mình thấy bạc hà nó rất là mắc luôn. Cái này 3 đồng 84, 3 đồng 84, gần 4 đồng, coi như 80 ngàn ba cái cục bạc hà này nè. 80 ngàn. Cái này nấm nấm đông cô. Con vừa ăn, con vừa bỏ vô. Ok, ăn đi con. Cái này 4 đồng nấm, nấm đông cô thì khoảng 80-90 ngàn cái nấm đông cô này. Nấm đông cô này xào với rau này nè mọi người, ăn ngon lắm. Mình thích nấm, mà ông xã mình không thích nấm thì mình ăn nấm, anh ăn rau. Nấm là cái gì? Nấm là mushroom, hành à. Hành bây giờ là 50 cent một bó. 50 cent một bó có nhiêu đây nè, là khoảng 10 ngàn á, 11 ngàn gì đó, hơn 50 cent lần. Mình mua cái đồ nạo dừa. Cái đồ nạo dừa này trời, nó 2 đồng 10 cent là cũng 50 ngàn á, khoảng 50 ngàn ở bên Việt Nam nó nhập qua. Ừ. Mình bữa mình mua trái dừa khô á, mà mình không mua kịp cái này, cái trái dừa mình sợ nó hư cái mình bỏ nó đi. Bây giờ mình mua này, mai mốt mình mua dừa khô á, về mình nạo thì nó ăn nó ngon lắm á. Này 4 trái chanh. Lát nữa bỏ tủ lạnh á. Mua mấy cái bột này, ngũ vị hương, nước cốt dừa. Cái palm á, cái trái dừa thốt nốt á, để ăn với lại rau câu rồi ngon lắm á. Ăn chè bánh lọt. Khô bò này mọi người, bây giờ chợ Việt Nam có cái hiệu khô bò này ngon đây nha mọi người. Mình ăn được á, mình thấy được mà. Nó có nhiều vị lắm, vị nó nêm giống như của Á Đông mình á, giống như khô bò Á Đông á. Thì cái này hôm nay, cái này nó có sả ở trong này. Mà mỗi trước mình mua là nó có ngũ vị hương hay gì gì á, à, bột cà ri á. Bây giờ nó có sả, vị này vị sả, mình ăn thử. Cái này khoảng 12 đồng mấy một bịch. Mình mua hộp ngò để dành nấu phở.
này nấu bò kho, bột nấu bò kho này, rau câu dừa nè, mua này làm rau câu dừa cho Bảo. Bảo nó đi chợ nó đòi, nó mê lắm, mê rau câu dừa. Con mà con không mê tới chip, không chip luôn á. Mời mua chip không mua, thích ăn rau câu thôi à. Trái sầu riêng này 20 đô nha mọi người. Hôm nay sầu riêng này sầu riêng của Việt Nam, còn có ít. Hôm qua mình chắc nó bán mấy ngày nay vậy sao, nó sale có 2 đồng 3 đồng một pound, khoảng 66-69 ngàn gì đó một pound. 3 đô chứ, 3 đô là khoảng 69 ngàn, 68-69 ngàn một pound. Một pound là nửa ký, chưa tới nửa ký. Thì cái trái này 6 pound mấy nè, gần 20 đồng. Mình để coi nó nở ra, coi nó tan ra thì nó được bao nhiêu. Đó, hôm nay được mua. Hôm nay mua đồ ăn vặt là nhiều nha mọi người. Mua đồ ăn vặt. Cái này ăn vặt nè. Rồi cái rau câu này ăn vặt nè. Đó. Chỉ mua 2 đồ ăn vặt. 3 món ăn vặt nè. Và bây giờ mình vô chợ và mình vô mình nấu, mình đi nấu ăn. Hôm nay mình sẽ làm pad thai. Cái này đâu phải ăn vặt. Cái này ăn vặt là ăn chơi đó con. Cái này á, mà có cái trái bơ này nè. Trái bơ này ăn với cái sầu riêng nó ngon lắm luôn á. Trái bơ này nó chưa có chín nè mọi người. Mọi người ơi, trái bơ nó to. Trái bơ nó to mà một pound. Một pound một trái nha mọi người. Khoảng 440 gram tới 420 gram một trái. Hai trái này chênh lệch nhau một chút. Tôi thấy trong video nó to thù lùi. To thù lùi mà nó đang sắp chín rồi đó. Trái bơ này mà ăn với cái sầu riêng này là chỉ có mê mệt thôi. Đó. Rồi hôm nay mình ăn như vậy đó. Giờ lát nữa làm rau câu cho Bảo, giờ làm sữa đậu nành, giờ làm đậu hũ. Mọi người làm đậu hũ ăn nha, Lan có cái video làm đậu hũ. Cái đậu hũ 4 vật. Mình nói cái đậu hũ cho mọi người nghe. Cái đậu hũ gì mà nó thơm cái đậu. Nó hơi, độ nước nó hơi đặc đặc xíu đó mọi người. Cái đậu nó thơm mà cái gừng nó cay cay. Cái gừng mà gừng organic đó mọi người, gừng mà gừng người ta trồng lên mà không phải gừng của Trung Quốc á. Nó vị nó cay cay ấm ấm mà nó thơm, mà mình bỏ ít thôi nhưng mà nó thơm mà nó ngon. Mà tối Lan nằm Lan thèm đậu hũ luôn. Bây giờ mình mới ngâm một thau đậu hũ luôn, một thau 400-500 gram đậu luôn. Lát nữa mình sẽ nấu đậu hũ và sữa đậu nành luôn. Tự nhiên tối ngủ mình nó khơi dậy, nó thèm ơi là thèm. Coi như cái chợ nãy giờ Lan mua là khoảng 80-80 mấy đô á. Nãy giờ khoảng 80 mấy đô, tức là khoảng 1.6-1.7 triệu tiền đi chợ mua nãy giờ đó. Mọi người có gì đâu mà 1.7 triệu á. Bây giờ mình bỏ vô tủ lạnh, cái gì mình bỏ thì mình bỏ, cái gì mình nấu thì mình nấu. Lan sẽ đi làm pad thai. Cái này là cái pad thai của Quốc Việt ở chợ Việt Nam mình mua. Thì hôm nay mình sẽ làm thử cái món này bằng cái này. Hồi trước Lan làm bằng cái pad thai mà của cái sauce của Thái luôn. Cái sauce Thái nó nhập vào chợ nó bán và mình mua. Còn nó có cái này thì mình sẽ thử cái này. Cái này hàng của Việt Nam thì mình ủng hộ hàng Việt Nam mình ăn thử. Thì mình sẽ coi nó như thế nào. Nhưng mà cái hũ này làm rất là nhiều á, mình sẽ làm ít thôi. Bây giờ Lan đi xào pad thai. Lát nữa ông xã Lan sẽ ăn trưa ở nhà, tại hôm nay ảnh làm ở nhà. Mình ăn trưa. Đó. Giờ đi làm nấu ăn thôi. À nay sáng ngủ dậy thèm quá thì phải ngâm giờ chiều làm luôn, tối có ăn liền. Nó lột cái vỏ ra nè. Đó. Bây giờ nó mới có được 2-3 tiếng thôi, mình ngâm tới chiều luôn á thì mới được á. Khoảng 4 rưỡi. Đây nó nhà rắc ớt lên nè. Bỏ lên con. Bỏ lên con khóc lùi được. Ăn cay thì rắc ớt vô. Xong rồi có miếng chanh nè, mình để ở đây cái mình ăn chua chua thì mình rắc vô. Xong rồi lâu lâu mình cắn cọng hẹ vô. Đó. Cũng ăn miếng chanh. Bạn của anh Huy người Thái có cái người ta chỉ ăn pad thai đó. Giờ cho đậu phộng rắc vô. Phỏng rắc lên pad thai. Pad thai tiếng Thái là mì xào thôi, nhưng mà này nó hơi bị cái bánh phở hơi dày nè. Bánh phở khô này nó để là làm pad thai mà nó không có mỏng à. Tofu ngon ha, pad thai tofu ngon ha. Ăn xong mình sẽ làm gì? Movie. Ăn xong mình làm cái rau câu á chứ. Cho rau câu nó đông xong mình đi coi movie. Movie xong rồi sau đó mình ra mình xuống lại mình ăn rau câu là vừa. Lan có tin vui đó mọi người. Hôm nay thì cái ngày mà mình
được cái tin là mình đã hoàn tất cái thủ tục mình mua được cái nhà. Thì mua nhà ở Mỹ thì mình phải qua cái escrow, là cái nơi mà trung gian nó đứng nó vận chuyển tiền bạc này kia đó. Thì hôm nay là đúng 30 ngày. Cái thời gian mình mua được cái nhà ở Mỹ là 30 ngày. Từ cái ngày mà cái chủ nhà họ đồng ý họ bán cái nhà đó cho mình, tới cái ngày mà mình đóng cái escrow đó là được phải 30 ngày. Họ đúng cái quy trình thủ tục này hết, giấy tờ nó chuyển tên, chuyển họ đồ qua hết trơn luôn. Thì hôm nay chính thức là mình được cái tin là nhà mình đã mua được cái nhà rồi. Lần mới làm rau câu dừa cho Bảo nè, nó còn rất là nóng. Bảo nó lăng quăng nó làm đổ hết chén chỗ kia rồi. Nó sợ quá nên nó để lên lầu nó trốn luôn rồi. Bây giờ mình sẽ qua mình bổ trái sầu riêng. Mọi người thấy một ngày ở bên Mỹ không? Nếu mà mình là ở nhà đó, mình làm việc cũng cực y như là đi làm vậy đó. Sáng ra đi chợ rồi nấu ăn cái hết ngày à. Bây giờ mình bổ cái sầu riêng này mình bỏ vô tủ lạnh mình ăn. Nó xả đá, sầu riêng đông đá nha mọi người. Ồ dạ, mình thấy nó mua mà mình thấy nó tét sẵn như vậy luôn, không biết nó chín cây hay là sao luôn á. Thì mình sáng ra mình đi chợ mình thấy nó bán nhiều quá cái mình mua. Nhiều người mua lắm. Cái chỗ này là cái vết nứt nè, mà giờ nó còn hơi cứng cứng đó. Mình lấy dao mình mổ nó đi. Thì cái quá trình mua nhà là 30 ngày. 30 ngày làm giấy tờ, ký tên, cái này cái kia, đi coi, đi giống như là đi coi nhà, đi làm định giá đồ này kia đó. Tới 30 ngày là mình phải đóng cái hồ sơ, là cái mình chuyển tiền qua. Thì tương lai là mình chưa biết ngày nào mình dọn nhà nha mọi người. Tại vì mình mua xong mình cho thuê lại nữa. Cái người chủ nhà đó họ dọn qua tiểu bang khác và họ xin họ ở lại. Thì khi nào họ đi thì họ sẽ nói cho mình biết. Trời ơi cái muối sầu riêng ngon nè. Khi nào họ sẵn cho họ chuẩn bị họ đi thì họ nói cho mình biết, để mình biết cái ngày mình lấy nhà đó. Mình cho họ ở lại khoảng theo cái thời gian mà lúc mà mình mua á, mình hứa là khoảng 6 tuần ở miễn phí nha mọi người. Mình cho họ thuê lại miễn phí là 6 tuần. Nhưng mà có thể họ đi sớm hơn mình chưa biết được. Khi nào họ trả thì hôm nay là cái ngày đóng escrow, là cái ngày trong 3 ngày đóng escrow là mình sẽ được lấy chìa khóa nhà. Nhưng mà giờ mình cho thuê lại á, cho nên là mình chưa biết ngày nào mình lấy chìa khóa. Bây giờ mình sẽ sửa nhà bên này và mình bán nhà bên này. Ready. Ôi da. Mình bán nhà bên này mình ready để mình dọn đó. Nhà bên này bữa giờ mình đi coi nhà để mình mua coi đồ để mình sửa nhà đó. Mình muốn thay cái bếp mới luôn nè. Cho người chủ nhà mới họ vô họ có cái bếp mới họ xài. Cho nên mình chưa coi được. Sầu riêng này ngon đó nha mọi người. Bữa trước mình mua một trái của Việt Nam á, nhập qua nó ngon cực kỳ luôn. Sau đó cái mình mua trái thứ hai nó không được ngon. Nó không được ngon là giống như nó chưa có chín á, nó sượng á. Nhà lâu lâu nó sale, nó để lâu quá, nó nhập qua mà lâu quá không ai mua, sau nó đem ra nó sale. Xong bữa nay nó lại sale nữa. Mọi người biết nhiêu một pound không? Có 3 đồng một pound à. Giá đồng bình thường là 6 đồng mấy mà giờ có 3 đồng à. Rẻ quá như vậy nè. Không biết tại sao nó nhập qua nhiều quá mà không ai ăn hay sao. Họ bán lại rẻ quá. Thế là mình mua. Thì cái nhà này bây giờ hiện tại là cái nhà này đang sửa cái ngói ở trên cái mái nhà á. Cái ngói là cái tụi HOA nó sửa cho mình. Mình không phải trả tiền gì hết á. Mà trong nhà sắp tới mình bán, mình muốn sửa cho nó mới lại mình bán. Thì mình đang coi đồ vật liệu đó. Đang coi đồ vật liệu rồi, coi tủ, lựa chọn này, lựa chọn đá, chọn đồ đó. Sau đó mình mới coi người làm. Cũng đang cái quá trình đi coi chứ chưa có làm nữa. Trong vòng 1.5 tháng nữa mình phải, có thể mình dọn nhà. Sau 1.5 tháng nữa. Nếu họ đi sớm thì mình dọn sớm, mà nếu họ trả nhà cho mình trễ thì mình dọn trễ. Có thể tới cuối năm 2021 thì mình mới tính được mình dọn. Wow, cũng nhiều muối quá ha. Nhà bên đó không cần sửa gì luôn á mọi người. Ủa cha cha, ủa sao vậy, chỗ này không có cái muối. À hồi nãy lấy rồi hả? Lấy rồi mà tưởng chưa lấy lại tét thêm. Hồi nãy mình cắt cái chỗ này mà mình quên á. Cho được mấy muối ta? 4, 6, 8 muối. Giờ mình sẽ ăn thử một muối. Nó chưa có mềm lắm rồi, có cái nó mềm, có cái chưa mềm. Cái này ngon nè. Không có bị sượng á.
bùi béo. Cái này nó không bị sượng nè. Ngon, vàng á. Vàng óng ánh luôn. Ông xã mình không ăn sầu riêng, bảo không ăn sầu riêng, bảo nó nghe cái mùi này là nó lấy khẩu trang nó bịt lại. Có mình ăn à? Cái nhà này tới 9.400 square feet, cái lot size á. Mai mốt mình tha hồ mình trồng cây luôn, nhiều đất lắm. Hôm đó mình đi coi xong cái tới 2-3 ngày sau là tới sinh nhật mình. Cái mình cũng nghĩ là trời, cái ngày sinh nhật mình cầu nguyện là mình mua được cái nhà. Không ngờ mua được cái nhà. Cái hộp nó lép ngon nè. Cái hộp nó cũng lép. Cái trái này nó không có sượng. Thì trước mình mua một trái nó ngon ơi là nó ngon luôn, cũng cái hiệu này nè, Việt Nam đem qua. Hộp lắm. Tắt cái video, mình kết thúc cái video ở đây. Đó là một ngày tiêu biểu. Dậy từ lúc mà 6, 8 giờ kém á. Bây giờ là 3 giờ chiều nè. Mình chưa được nghỉ ngơi luôn á. Giờ mình lên mình nằm mình coi movie. Bảo nó rủ đi coi phim TV. Xong giờ nó bỏ màn xuống. Xong giờ lấy cái bắp rang á, rang lên. Xong giờ ngồi ăn giống như coi phim trong rạp vậy. Nó thích đi coi movie vậy, nó rủ. Giờ nó đang ngồi nó ăn, nó coi bắp, nó ăn bắp rang, nó coi tivi trên lầu. Giờ mình sẽ lên mình nằm mình coi với nó chút cho nó khỏe lại, xong rồi xuống nấu đậu hũ tiếp ta xong một ngày. Bye bye mọi người, bye bye nha, hẹn gặp ở video clip sau. Giờ này Lan cũng lười làm vlog, với lại cũng bận bận con nó học đó, khi nào mà rảnh rảnh thì làm. Hôm nào nó học thì mình phải ngày đi học á thì giúp nó, với lại nhiều việc á, nấu ăn nấu đồ hết ngày à. Bye mọi người.